Hôm nay chúng tôi nói ra để cho quý vị hiểu cái tấm lòng của Giác Nhàn là bố thí pháp như vậy đó, và công đức phóng sanh là như vậy. Và cái trụ phổ hiền hạnh này, không có thời gian nói hết 10 cái hạnh của phổ hiền, nhưng mà ngài phổ hiền có một cái hạnh như vậy. Từ khi bắt đầu ngài phát cái nguyện thì bây giờ ngài phát rằng, từ cái lúc mà ngài phát cái nguyện đó, ngài nói từ bây giờ cho đến tột cùng đời vị lai, bất cứ tôi gặp ai đều lễ kính giống như Phật. Từ cái hạnh này, từ cái hạnh này mà ngài phổ hiền được xem là đại hạnh, là nói về cái hành, cái hành trạng, nói về cái hạnh nguyện là ngài phổ hiền số 1. Còn nói về cái trí là ngài văn thù số 1. Nói về cái từ bi là ngài quan âm số 1. Nói về cái nguyện để cứu chúng sanh ở địa ngục là ngài địa tạng số 1. Năm đầu anh. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái hạnh của ngài phổ hiền, dầu đó là loài súc vật nhưng nó vẫn có Phật tánh, dầu đó là loài một chúng sanh nghèo nàn ở mướn cho chúng ta, làm thuê cho chúng ta, ngài phổ hiền đều xem đó là hàng Bồ Tát Phật. Vì cái hạnh này mà ngài phổ hiền mau chóng thành Phật, và vì cái hạnh nguyện này mà mười phương chư Phật tán thán cái hạnh nguyện của ngài phổ hiền. Và không những tôn kính rồi là nhất giả lễ kính chư Phật á, mà xưng tán người đó chứ không nói xấu người đó nữa luôn. Cái chỗ này khó nè nghe. Lễ kính người đó là trong tâm của mình lễ kính, nhưng ngoài cái chuyện lễ kính rồi còn phải hành động. Hành động đó là gì? Xưng tán họ. Quý vị biết không, niệm A Di Đà Phật là xưng tán Đức Phật A Di Đà, niệm Quan Âm là xưng tán Đức Quan Âm, và nói tốt cho người đó là xưng tán. Cái công đức xưng tán nó lớn lắm. Hành theo cái hạnh của ngài phổ hiền là cái công đức xưng tán rất lớn. Chê bai một người đó thì tổn đức rất nhanh, nói xấu một người đó rồi người thứ hai nghe mình nói xấu, người thứ ba nghe người thứ hai, và người thứ ba đó nói tiếp cho đến người thứ 50, thì cái người đầu tiên này là tổn đức rất nhanh rất nhiều. Cho nên nói là quả tùng khẩu xúc, bệnh tùng khẩu nhập, tai họa chiến tranh tổn đức từ cái miệng này sanh ra. Giờ đây chúng ta phải lấy cái miệng này giống như đó hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lường, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Điều chỉnh được cái ý để nó không buông lời ra nói sàm sàm, nói bậy, nói làm cho người ta buồn, rất khó, rất khó. Nhưng có một cái điều rất dễ làm, trong tâm bạn luôn luôn nghĩ A Di Đà Phật, trong tâm bạn luôn luôn niệm Phật thì cái miệng này nó chỉ có niệm Phật. Trong tâm bạn luôn luôn nghĩ phiền não buồn giận là muốn châm chích, muốn nói xấu thiên hạ và muốn hạ bệ thiên hạ và để mà ganh ghét, trong tâm đó nó sẽ phát ra cái miệng. Bây giờ muốn chỉnh là chỉnh từ cái ý, mà muốn cái ý này điều chỉnh thì phải có một cái pháp. Cũng giống như là thợ mộc dầu cho giỏi cỡ nào cũng phải có cưa đục thì mới làm thành cái bàn cái tủ. Dầu cho chúng ta có Phật tánh rồi nhưng mà không nhờ cái công đức để mà điều chỉnh, để làm cái công cụ gọi là phương pháp á, thì chúng ta cũng bó tay như không. Phiền não vẫn hoàn lại phiền não, tập khí khổ đau phiền não vẫn còn y nguyên không sức mẻ chút nào. Dĩ nhiên mình có Phật tánh đó. Có nhiều người chắc là mình đã là Phật rồi còn gì niệm Phật. Đó là nói lý là mình đã Phật thôi, nhưng mà sự tướng mình vẫn bị phiền não tham sân si nó nhiễm. Cho nên nhìn cái mặt của mình đâu có đẹp như Phật đâu, nhìn cái lưỡi của mình đâu có dài như Phật, le ra là liếm cả cái mặt luôn đâu. Mà nó chỉ đến đây à, nói láo quá nó thục lưỡi rồi. Thấy chưa, cái dụng của mình khác hẳn với Phật phải không ạ? Dĩ nhiên lý là mình có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, là mình có Phật tánh. Nhưng Phật tánh này bị ánh mây mờ đã che rồi, là phiền não tham sân si nó che rồi. Bây giờ phải dùng cái loại đèn binh cực mạnh để vẹt nó ra. Đèn binh cực mạnh đó là
là công đức niệm Phật để vẹt cái ánh mây mù nó ra thì nó mới hiển lộ được thể tánh. Mà hiển lộ được thể tánh rồi cái dụng nó mới phát ra. Cái dụng đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Mà muốn cái dụng này nó phát cho nhanh chóng thành tựu sớm á, về Tây Phương Cực Lạc là nhanh nhất. Đó là con đường tắt đi tuyệt hảo, nhanh chóng, chỉ trong một đời. Mấy ai tin? Không bao nhiêu người tin đâu. Nhưng mà trong này chắc là tin rồi mới đến đây nha. Cho nên không tin cũng không đến đâu ạ. Nghe cái gì mà đang sống không cứ nói chết, giảng sanh hoài. Có ai thoát khỏi không? Có ai thoát khỏi cái chết này không? Và biết bao lâu nữa chết không? Nếu mình có cái hạn là 30 năm đi, hoặc là 20 năm nữa thì mình thoải mái ung dung. Lúc ngáp, mình niệm sâu. Nhưng xin thưa là mình không biết thời gian thọ mạng. Nghe nè, không biết thời gian thọ mạng, coi chừng chút nữa bước ra là chúng cho chết. Nằm trên giường ngủ, sáng thức dậy, không thấy thức dậy nữa, chết trên giường. Có nhiều người nói, thầy, nằm ngủ đi luôn có tốt không? Chưa chắc gì tốt. Vì sao? Vì đôi khi trong giấc ngủ bị gì? Bị trúng gió, đột tử, nhồi máu cơ tim, nằm chết trong giường. Chết trong mê mờ, chết trong củ quỳnh tử. Chết như bà cụ mà mẹ của cô Diệu Hằng ở bên Atlanta mà hôm qua mới gọi đó. Ăn một bữa cơm xong rồi lên giường nằm đi luôn. Người ta biết giờ đó, người ta chủ động cái chết mới là tốt. Còn cái chết mà bị xe tông, bị đạn bắn, bị thắt cổ, bị sụp đất, bị những cái chuyện thiên tai, hoặc chết là vì mà mình phải đột ngột á, gọi là củ quỳnh tử á, là chính cái chết đó đều không tốt. Chỉ có A-la-hán khi chết như vậy, như ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết nhưng mà chết cái xác thân, chứ cái tâm ngài đã là vô sanh rồi. Có nhiều người, trời tôi mong sao đừng có đau đớn giống người đó, mà người tôi nằm tôi ngủ tôi chết luôn cho sướng. Nếu mà trong cái giấc ngủ đó mà mình thấy Phật đến rước mình đi á thì quá tốt, biết đâu quỷ sứ dắt đi rồi sao ha. Cái chết như thế nào là tỉnh táo, đạt tiêu chuẩn cao nhất đó là biết ngày giờ, biết là Phật xuống rước. Cái đó là tốt nhất. Còn không là có ban trợ niệm ra đi, gương mặt hồng hào đẹp đẽ. Trời, có nhiều người ra đi mà chúng tôi nhìn vô gương mặt một cái là mất hồn kinh liền. Miệng hả, mắt trợn, nhìn đi như nhìn mình vậy đó. Nhìn thấy khiếp luôn á. Quý vị muốn chết đẹp không? Muốn ra đi đẹp không ạ? Khi mình có niệm Phật rồi, con người này ra đi nó rất là thoải mái. Ở trong kinh nói nè, khi ra đi mà mắt mở, miệng hả và khó chịu, tay chân cứng là bạn đang còn chấp vào một cái gì đó chưa buông xả. Nghe chỗ này nha. Bạn chưa buông xả cho nên bạn còn chấp vào một cái gì đó. Cho nên lúc bạn ra đi nó còn mặt mày nhăn nhó khó chịu, mắt mở, miệng hả, muốn nói cái gì đó mà nói không được nữa. Và có nhiều người chúng tôi đến liệm máu trong miệng chết 7-8 tiếng, 9-10 tiếng mà nước máu trong miệng nó chảy ra tươi rối luôn. Mấy năm về trước á, ức quá mà trào máu. Là do gì? Do cái nhân hiện tại, con người họ khó chịu, bực bội, tức tối. Con người họ làm cái gì họ cũng không yên. Thì lúc chết cái nồng độ của tâm thức đó nó dâng trào lên, thì cơ thể phải học máu. Nghe sợ không? Nghe thì như vậy, mà về thì chuyện ta làm, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Lâu quá, 6 tuần không có giảng, bữa nay tự nhiên trong người cảm xúc quá. Nay nhìn xuống dưới thấy bắt đầu sáng lên rồi đó. Mặt mày sáng sủa rồi đó, ca ngủ không? Chúng tôi tiếp tục dọn đến một đoạn văn kinh kế tiếp. 10 hạnh phó hiền đó là chúng tôi đã nói trong đĩa rất kỹ rồi, quý vị về xem. Chúng tôi chỉ nói lượt hai cái hạnh nguyện đầu, nhất giả lễ kính cho Phật, nhị giả sinh tán Như Lai. Và khéo có thể phân biệt ngữ ngôn của chúng sanh. Riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe con chim hót, ngài biết nó nói cái gì. Mình biết không? Nghe con ruồi bay qua, ngài biết nó muốn đi cái gì. Là khéo phân biệt ngữ ngôn, ngài đã đạt được cái thần thông diệu dụng rồi. Cho nên Đức Phật tất cả chúng sanh ngôn ngữ nào phân biệt ngôn ngữ đó, loài bò nó kêu ồ là biết nó nói cái gì nè. Ghê đúng không?
Con heo nó kêu ết 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 là mình biết nó nói cái gì rồi. Nó kêu thả ta ra, đừng giết ta nữa, thả ta ra. Cái đó thì mình đoán mình biết không ạ? Làm sao? Đưa dao cổ nó thập. Chúng tôi nhớ bà cụ hôm nay chúng tôi lên giảng, bà cụ kêu thôi lâu quá rồi cho tôi lên, tôi trên đạo tràng tôi nghe thầy giảng một bữa. Hồi trước là bà cụ hay hay gì? Hay đầu năm mua một con heo để cuối năm nó mập lên rồi cái giết ăn thịt, đỡ tốn tiền mua thịt, thịt ba ngày Tết nó mắc. Trời ơi, cái anh chàng đó nó đi đâu xa nó không có đâm được, đổ nước sôi trên người nó cho nó chạy cột chân lại, nó vòng nó ép nó la. Lúc đó đâu có biến đạo đâu, thầy chưa đi tu mà. Trời ơi, đổ nước lột da luôn mà không chết. Cuối cùng nhờ cái người khác qua đâm cái rẹt ngay còn cổ, ói máu ra chết. Lúc đó nó la. Thì bây giờ mình mới hình dung là đừng giết tôi nữa, xin tha cho tôi, đừng giết tôi nữa. Nhất là con cốc, con ếch đó mà chặt nó cái chấp tay hai là nó lại. Cái cô mà nhớ cái mặt mà như con cốc nhớ không? Quý vị coi cái phim mà nó ung thư máu mà cái mặt của cổ mà nhìn đó, hồi trước là thích ăn con cốc à. Coi chừng ăn con gì là chừng gần chết nó dúng con đó nha. Ăn con gà nó dúng con gà, ăn con heo cái miệng như con heo. Cái cô đó ăn con cá rô nhiều á, cái hồ nhà cổ là có cái hồ có nuôi cá rô với đó, khi mà muốn ăn á cô vớt lên cô đập đầu cô ăn, thì lúc chết cái người cổ lột dãy như con cá rô, nó sầm lên giống như con cá lột dãy, cái miệng của nó tròn như con cá rô vậy nè. Đó là cô Phật tử ở Sài Gòn đi hồ niệm báo lên một cái tin khủng khiếp. Mới tức thì hồi sáng đây nhận được cái tin nhắn của cô Diệu Tuyền ở bên Phật Tây Úc, nói rằng có một người quen với cổ bên Úc về đây ăn trúng cái con gì đó. Khi ăn trúng cái con gì đó mà không biết là cứ đi cầu chảy mửa ra miết và bị tê liệt nửa thân luôn. Không biết con gì mà nó kinh hồn dữ ta. Và đem qua bên Thái Lan chữa, bây giờ chạy về bên Úc rồi, bây giờ ngồi xe lăn thôi, không nói được, cấm khẩu luôn. Mà muốn gì chỉ viết thôi, nhìn thấy rất đẹp trai, thanh niên. Có những cái con nó sống nó có thành một cái linh vật. Linh là cái tánh linh của nó, cái phước của nó có thể nó khống chế được cái số cái thọ mạng, và nó có thể báo thù lại cho mình là nhân quả nhãn tiền luôn, nhân quả nhãn tiền luôn. Cũng như là cái ông ăn cái con rắn mà chắc đó là xà tinh rồi, không biết sao mà ông ở dưới Phan Thiết á, ăn xong cái lưỡi ông cái nè thùng ra như con rắn luôn, và cái người ông ẻo qua ẻo lại mà khiêng lên trên này hộ niệm khiêng không được, lên xe là ông ẻo rớt xuống rồi. Ông lượn như con rắn luôn, nó thành xà tinh rồi. Thôi chừng ngày mai về ăn con heo là xà heo chết luôn. Tinh heo, tinh lợn ha. Ghê, cho nên người ta gọi là tánh linh. Con vật đó nó có tánh linh, tức là cái tánh là cái tâm của nó có cái sức linh thiêng, nó thể nó điều khiển được tâm lý của mình khi con người đã ít phước. Nó nghe gật đầu ngon lắm, nó chiều về thấy nồi xịt gà là sơi liền. Dĩ nhiên trong này chúng tôi không bắt buộc, nói bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, chứ đừng có nói rằng sao về đây tôi đang ăn mặn mà tôi nghe ổng nói tôi trái tai gai mắt quá. Cứ nghe đi, nghe cái chủng tử này đi, lâu ngày rồi tự nhiên nó làm cho cái tâm mình phát bồ đề tâm lên Phật gia hộ là ăn ngon lành thôi à. Chứ đừng có sợ, bây giờ mình chưa làm được, chưa ăn chay trường được, thì nghe thầy Nhàn phát tâm, nghe thầy Nhàn nói thì mình phát tâm, mình ăn thêm nữa, mình ăn thêm lên nữa. Còn mình đã quyết định mình chuyển được thì mình chuyển, chứ đừng có áy náy trong lòng là ông nói như vậy làm cho mình bực bội khó chịu. Cái tâm đó là cái tâm phản kháng, mà khi phản kháng thì mình cứ đi xuống hoài chứ không đi lên được. Trong này chúng tôi biết có nhiều người còn ăn mặn, nhưng mà nghe thì cũng khoái, cũng sợ, nhưng mà thèm thì cũng thèm. Hai cái này nó cứ đối chọi nhau, nó đang tranh với nhau. Sợ thì cũng sợ, bởi vì ông nói thì ghê gớm quá, nhưng mà nó chưa đến. Thôi để ăn tính, ăn rồi nó đến tính sau. Nó đang đối chọi với nhau, nó giằng co với nhau. Nhưng mà nghe riết, chủ nhật nào cũng đến nghe riết là nó phải chấp nhận vô điều kiện là ăn chay. Hả ạ? Trong này ăn trên trường thì giơ tay lên coi. Ủa này đông dữ ta. Còn mấy người không giơ tay ăn gì ta? Không, thực sự mà này Giác Nhàn biết là quý vị mà ăn mà gọi là sung sướng mâm cao cổ đầy á, mua thịt mua cá rồi đồ mà gọi là hải sản á, thì không có tiền đâu mà ăn lâu như vậy, đúng không ạ?
không có tiền đó mà ngày nào cũng ăn như vậy đâu. Hầu như là ăn rau ăn đồ nhiều, lâu lâu có miếng thịt, có miếng nước mắm thôi. Và gặp đám cưới hoặc là cổ gì đó, ăn cổ thì chúng ta mới ăn thôi. Chứ nhà mà kêu ngày nào cũng mua thịt mua cá mà loại cao cấp về là phải mạt, ăn nó cứ mạt nhà hết chứ, đúng không ạ? Nhưng mà lâu lâu mới ăn thôi. Hôm nay nó gần chay rồi thì thôi mình chuyển chay lần lần. Có nhiều người nói ngày hôm nay con ăn chay mà sáng chay, trưa chay, chiều mặn. Như vậy có sao không? Có mang tội không? Không. Vì mình quên. Thứ hai nữa là mình vì điều kiện bị ép thì ăn buổi sáng có công đức buổi sáng, mà ăn buổi trưa có công đức buổi trưa. Được chưa? Ăn buổi nào có công đức buổi đó. Đó, đó là pháp môn nhà Phật mở môn phương tiện đó ha. Hồi nãy chúng ta giảng đến cái chỗ mà tất cả ngôn ngữ của chúng sanh, dầu đó là ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bali vân vân, mà khi Phật đắc được thần thông rồi là tất cả ngữ ngôn Phật đều thông suốt hiểu hết. Vì Phật không những nghe cái ngôn ngữ của mình mà Phật hiểu được cái ý của mình suy nghĩ ra là Ngài đã biết, vì có tha tâm thông. Hiểu không? Bữa đó có một vị ngồi ăn cơm với hòa thượng. Thì hòa thượng Tịnh Không là rất thích ăn dưa hấu. Không phải là Ngài thích, nhưng mà có dưa hấu là điều buổi cơm nào cũng có dưa hấu của Ngài. Chứ Ngài là ăn cái gì cũng được, chứ không phải như chúng ta có món đó mới ăn, gọi là thích hoặc không thích. Mà thường xuyên trong mâm cơm của Ngài là có dưa hấu. Thì để cái dĩa dưa hấu tại trên bàn của Ngài. Ngài vừa ăn cơm xong, Ngài chuẩn bị ăn dưa hấu, thì cái cô ngồi cách hai bàn bên kia kêu, trời cái dĩa dưa hấu của thượng ngon ghê ta. Cái cô đó có nói, cô suy nghĩ lên á, có thèm cái dĩa dưa hấu của hòa thượng Tịnh Không. Hòa thượng cầm, trong đó một đám người rất là đông, thì hòa thượng nói vị thị giả cầm cái dĩa dưa hấu đưa chúng ngay cô đó luôn. Cô quảng hồn luôn, kêu, trời ông hòa thượng này sao không biết ý mình ta, ghê gớm không? Nghĩa là có được cái tha tâm thông, không nghe bằng ngôn ngữ mà nghe bằng ý tưởng, đọc bằng tâm tưởng của họ. Nếu tâm mình thanh tịnh, người ta vừa nghĩ bước vô nhìn mình là mình biết. Trong cái đầu mình tự nhiên bật lên cái tần số họ muốn gì liền. Thầy thì chưa được như vậy, bây giờ quý vị ngồi muốn thầy cũng chịu thua. Nhưng mà muốn niệm Phật thì được, chứ muốn cái gì khác là thầy bó tay chấm con. Khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Chỗ này hay à. Khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Hòa thượng Tịnh Không hay giảng cái đoạn này. Đoạn này hay lắm. Khai hóa tức là khai thị cho chúng sanh nhận ra được cái chân thật. Cái chân thật đó tức là Phật tánh của mình. Trong Kinh Pháp Hoa nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là Phật sẽ thành. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật đã thành. Mà trong cõi này chỉ có một Phật, không có hai Phật. Dầu cho Đức Quan Âm Bồ Tát là cổ Phật, nhưng cũng phải dùng nguyện lực để thành một vị Bồ Tát, chứ không thể hai Phật trong một cõi. Hiểu không nè? Đó. Thì như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là Ngài ra đời vì mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nó đồng với cái câu là khai quá quyển thị hiển thị chân thật chi tế. Người nào muốn khai hóa hiển thị chân thật chi tế, tức là trở về với tri kiến Phật, thì nên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà là diệu dụng. Nghe chỗ này quan trọng nha. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà là diệu dụng, là quả giác của Phật tu đã thành rồi. Hôm nay mình lấy cái quả giác đó, lấy cái diệu dụng đó để mình khai thị, mình khai hóa hiển thị chân thật chi tế, là nói muốn khai tri kiến Phật, đồng với cái câu là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Muốn khai hóa hiển thị chân thật chi tế, hay gọi là khai tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật và nhập tri kiến Phật, thì lấy danh hiệu A Di Đà Phật. Mình niệm lâu ngày, ngộ cái tự tánh hồi nào không hay, chứng tam muội hồi nào không biết. Nghe chỗ này quan trọng nha.
Nghĩa là trong đoạn kinh này nói muốn khai hóa hiển thị chân thật chi tế là muốn khai thị cái khai hóa cái chân tâm của mình, nó bị phiền não tham sân si nó che lấp lâu ngày rồi đó, thì dùng cái công đức niệm Phật để khai thị dễ hơn. Còn cái phương pháp thiền á là họ không dùng cái công đức để khai thị, mà họ dùng gì? Dùng cái tâm chân thật, trở về với cái tâm chân thật, gọi là dùng cái chân không, đi vào bằng con đường chân không. Nó khó, chỗ này hơi sâu chút nha, cái này phải lắng động tâm tư lắm mới hiểu nổi nha. Đến cái đoạn văn kinh này nó hơi sâu á. Nghĩa là thiền tông muốn trở về cái hiện thị chân thật chi tế này đó, dễ về cái thể tánh này đó, là người ta dùng cái tâm tưởng quay trở về. Mà Tổ sư Đạt Ma mới nói là bất lạc văn tự, không cần văn tự là kinh vô lượng thọ, hay là không cần văn tự đó là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, gọi là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là các vị tổ, còn mình không có cửa đi vào nổi đâu. Mà mình phải gì? Mình phải nương danh hiệu Đức Phật A Di Đà trở về thể tánh của mình. Nghe nè nghe, cái người mà niệm Phật lâu ngày rồi, cái diệu dụng của cái thể tánh chân thật nó phát ra, nói lời gì cũng chân thật. Mà cái người mà nghe cái tâm lý nè, cái người mà không có niệm Phật, người ta buộc miệng cái gì người ta cũng nói láo được hết. Và người ta nói rằng nói láo như vậy chỉ có mình biết thôi, người khác không biết. Nhưng có Phật A Di Đà ở cảnh giới Cực Lạc Ngài biết, và Long Thần Hộ Pháp biết. Nhớ chỗ này nè. Mà từ cái vấn đề nói không chân thật đó, nó tiêu mòn, nó bào mòn cái công đức của mình đi. Nhưng người đó niệm Phật lâu ngày, thành Phật niệm Phật, người ta muốn nói láo nó không được nữa. Dầu cho cái chuyện đó là đến với họ rất là khủng khiếp, thiệt thòi cho họ rất là nhiều, nhưng người ta vẫn nói chân thật để không mất cái công đức. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái chỗ này tâm lý thẩm sâu chắc ai cũng hiểu. Cái tâm mình nó không có chân thật, cái tâm mình nó giả dối, cái tâm mình nó sống nó không có trở về dưới cái chân thật được. Cho nên buộc miệng là nó không đúng, buộc miệng là nó không đúng. Và nói không đúng đó, mình nghĩ mình một mình biết thôi, lâu ngày rồi người ta sẽ biết. Và chính cái mình biết đó nó bào mòn cái công đức đi. Vì vậy cho nên trong nhà Phật mà chúng tôi để mấy cái chữ sau lưng đó là lão thật niệm Phật. Lão là già dặn, thật là chân thật. Cái người này phải chân thật niệm Phật thì Phật mới chứng, mới tích lũy được công đức. Còn người này giả dối niệm Phật, mà trong kinh nói là gì? Nói là miệng niệm Phật A Di Đà, tâm tán loạn không chân thật, niệm cho bể họng cũng không kết quả. Vì cái tâm không chân thật mà đi niệm Phật nó không kết quả. Nhưng nếu tâm không chân thật đó mà người ta có chịu niệm lâu ngày cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lâu ngày, thì cái công đức niệm Phật này nó sẽ chuyển cái tâm không chân thật trở về với cái tâm chân thật, gọi là niệm Phật mà từ mê trở về giác, trừ từ tà mà trở về chánh. Chứ đừng có nói ô cái tâm mình không chân thật, vậy mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để nó chuyển hóa cái không chân thật đó. Chỗ này hơi sâu chút nha. Rồi. Đúng ra cái khai hóa hiển thị chân thật chi tế này á, là nói rất là dài, phải có thời gian nói nó mới được. Bởi vì muốn nói để cho quý vị hiểu được mình có cái chân thật là cái tâm Phật tánh của mình á, cả một vấn đề. Giờ chúng tôi đi thêm một chút nữa cho quý vị biết nè. Khi quý vị ngồi dưới đó nhìn lên chúng tôi là thấy, bây giờ do ban ngày có ánh sáng, nhưng đêm khuya tắt hết toàn bộ đèn, quý vị nhìn lên có thấy chúng tôi không? Ai cũng sẽ nói là không. Nhưng riêng đối với cái chân thật chi tế mà thể tánh diệu dụng á, vẫn thấy cái tối đen. Tức là cái tánh thấy nó không bao giờ mất. Sáng thì nó thấy sáng, mà tối thì nó thấy tối. Đó là Phật ví dụ cái chân thật chi tế đó đó. Mà muốn trở về với cái chân thật đó là phải dùng công đức niệm Phật. Chứ còn đi những con đường khác coi chừng chúng ta lầm đường lạc lối. Phật hỏi A Nan quýnh cái chuông cái beng có nghe không? A Nan nói có nghe. Phật không quýnh nữa, hỏi A Nan có nghe không? A Nan nói không nghe. Kêu ông sống với cái tâm không chân thật. Khi ta quýnh cái chuông cái beng là ông nghe, có tiếng nghe cái chuông. Và khi ta không quýnh nữa, ông vẫn nghe cái không nghe chứ. Ông vẫn nghe cái im lặng chứ. Ghê chưa? Thấy cái chân thật chi tế có thể tánh khó không ạ? Khó vô cùng. Khi người ta nói bà là như cột cái, nghe không? Nghe. Nhưng khi nghe rồi, cái danh từ đó nó ở trong đầu, chứ không phải nghe xong rồi nó qua luôn như gió thổi mây trôi.
nó động vào trong đó luôn, gọi là chấp pháp, chấp vào cái danh từ của người ta nói, hiểu được không? Còn họ không nói mình vẫn nghe, mà họ nói mình vẫn nghe, khi nghe rồi trở về với tánh nghe, không giữ cái âm thanh bị nghe đó, cho nên nó không hoành hành cho mình khổ đâu, đúng không? Chấp vào cái danh từ đó cho mình khổ với danh từ đó, chấp vào với cái gì là mình khổ về cái đó. Mà muốn không chấp thì mình phải chấp trì danh hiệu. Ồ, tự nhiên nhớ chỗ này ta. Phật nói chấp trì danh hiệu một ngày, hai ngày, đúng không ạ? Tất cả những cái chấp khác buông xuống hết, gọi là xả ly ta bà đó, mà phải còn chấp, đó là chấp trì danh hiệu. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật, phóng quang tiếp độ. Là niệm Phật một, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, cho đến bảy ngày. Trong một ngày đến bảy ngày đó, nhất tâm bất loạn, người đó không có ngủ, không ăn. Đó là cái tâm họ đạt đến trình độ đó. Chứ nghe thầy Nhàn nói như vậy mà về tối không ngủ, không ăn ba ngày, giống như con ma. Bởi vì sao vậy? Mình ráng, mình chưa đạt được cái tình trạng đó, mà tự nhiên công đức niệm Phật nó đủ rồi, muốn ngủ ngủ cũng được, muốn ăn không muốn ăn nữa, cái miệng cứ ngọt 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 ngọt, nhờ công đức niệm Phật mà nó làm mình khỏe. Đó, đạt đến cái trình độ đó, cả một cái sự công phu nha quý vị nha. Vừa rồi chúng tôi trước khi đi về, đến một cái có thể tuần sau hoặc là tuần sau nữa, chúng tôi tặng cho quý vị cái đĩa đó. Chúng tôi giảng tịnh nghiệp tam phước đang dựng ở dưới đó, giảng một lần 3 tiếng rưỡi đồng hồ, người ta coi như nửa tiếng, từ 10 giờ rưỡi đến 11 rưỡi đến 12 rưỡi đến 1 rưỡi đến 2 giờ. Trời ơi, bữa đó xúc thầm tại cái happy reception, tức là cái nhà hàng người ta đề là hạnh phúc, happy là hạnh phúc, nhà hàng là reception. Ông đó mặt mày hồng hào cũng đẹp, đúng là thuê phải 4-5 ngàn cái tiền đó, Phật tử nếu mà ra thuê cho luôn, khỏi tính tiền thuê luôn, chính tay ông chủ ra đứng nấu ăn luôn. Và ông kêu 10 đồng một người, nếu mà 500 người là phải 5 ngàn. Ông nghe thầy giảng xong ông phi luôn, cho khỏi lấy tiền ăn luôn. Cái bữa đó thôi xúc thầm, từ 10 rưỡi mà đến 2 giờ, hỏi nhìn lại một cái 2 giờ ai cũng giật mình tưởng mới có nửa tiếng. Bữa đó vô định luôn. Vì vậy thực sự nhờ Phật gia trì, cái người niệm Phật khi mà đạt đến cái trình độ như thế nào đi nữa đều là có Phật gia trì, vì mình niệm danh hiệu Phật chứ không phải mình tự được. Mà vì có Phật gia trì cho nên thành ra mình mất tiêu đi cái ngã mạn. Hay cái chỗ này. Còn không thì thấy mình có mình chứng, mình có mình đắc, mình có mình nói hay, không nương vào tha lực của Phật là chết ngay. Vượt xa các pháp sở hữu thế gian, tức là người niệm Phật rồi, các pháp sở hữu thế gian là nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cộ, cuộc sống. Lúc trước là họ bo bo, rít rắm và họ keo kiệt, họ tiết dữ. Nhưng bây giờ cái người này đã tụng kinh niệm Phật, họ vượt xa các pháp thế gian, họ bỏ nó qua một bên, có thì xài, không có thì thôi, không bị nó trói buộc, không bị nó hệ lụy. Con người này rất là ung dung tự tại, vì mình không bị lệ thuộc nó nữa. Không phải là mình đánh đổ nó, mình dẹp bỏ nó, mình bác bỏ nó, mà mình không cần đến nó, cần tạm sử dụng. Nói cái kiểu là tôi bất cần đời, không được. Phải cần đời, phải cần cuộc sống để mình vươn lên, để mình tu tập, để trợ duyên với nhau, gọi là trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà không bị nó trói buộc trong tâm thức của mình. Lúc trước là nhà cửa tiền bạc và nó phải trói buộc mình dữ lắm. Nhưng bây giờ cái người niệm Phật rồi, người ta vượt xa các pháp thế gian. Các pháp thế gian là nhà cửa tiền bạc, của cải, cuộc sống, có mình xài. Dĩ nhiên mình vẫn phấn đấu làm ăn, lo lắng cho cuộc sống. Nhưng bây giờ cái tâm mình thấy nó trơ trơ đối với những cái đồ đó, và xem nó giống như đôi dép đứt, không có cái gì gọi rằng là tiếc rẻ. Phải có hành động như vậy để lúc thọ mạng lỡ nó hết, mình nhẹ nhàng ra đi. Quý vị đồng ý chỗ nào? Nhẹ nhàng ra đi. Nói là khó, nói thì dễ, làm thì khó lắm đó. Làm thì khó lắm đó.
Nói nghe thì có lý, vừa bước ra khỏi cổng chùa nghe ông xã mình theo bà bé rồi, trong lòng nó nóng như là nước sôi đổ vô ruột rồi. Khó lắm chứ không phải là dễ. Nếu mà không khăng khăng cho A Di Đà Phật trong lòng, nếu mà không khăng khăng được với cái công đức tu hành, thì đụng chuyện một cái là chịu nổi bức liền, đụng chuyện một cái là tá quả tâm tinh liền. Nghe điện thoại reng, nhà của bạn bị cháy rồi, dĩ nhiên bây giờ nó đã cháy rồi, mình về nó cũng rứa thôi, thì mình bình tĩnh mình về thì mình có sáng suốt mình giải quyết được. Còn mà rối loạn mà về thì giải quyết không được, gọi là không bình tĩnh. Đụng chuyện mà bình tĩnh cả một công phu không phải đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Nhưng mà công phu một mình của mình nó không có bằng cái lực của đại chúng, quý vị thấy không? Nếu mà cái chú mà chú Đông đó ở Lâm Hà mà ông ngồi tại bàn thờ ở nhà, ông chỉ mở máy niệm Phật ra, không có công hiệu bằng về bằng cái người thiệt việc thiệt, bằng cái năng lực của con người niệm, thì nó khác ngay, vượt khỏi các pháp sở hữu thế gian. Tâm thường trụ chắc chắn nơi đạo độ thế, là tâm thường trụ chắc chắn nơi đạo Phật, chắc chắn nơi pháp của Phật, đó là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tâm thường trụ chắc chắn nơi cái gì? Bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hồi nãy có một gia đình đang ngồi trong này nè, mới biết chùa khoảng một tháng lại đây thôi, một hai tháng lại đây thôi, mà lúc biết rồi xuống đây không có chúng tôi ở nhà, và hai vợ chồng, chồng thì bên đạo Phật, vợ thì Công giáo, thì hồi nãy xuống nói thưa thầy, con muốn đem vợ con và vợ con và con của con cũng đồng ý, chút nữa thầy quy y theo Phật luôn. Riêng Giác Nhàn không bao giờ dám suối người ta bỏ đạo họ. Bạn bỏ đạo Công giáo đi, Công giáo là tà, đừng có theo. Không bao giờ dám nói như vậy. Nếu một vị giảng pháp mà nói như vậy là sai hoàn toàn. Mà họ cảm được cái lời kinh tiếng kệ, cảm được nơi chốn bình an nơi này, và họ thấy có an lạc, thì tự nguyện họ. Vừa rồi chúng tôi qua bên Sydney, Úc Châu, có một cái gia đình em ruột cô Hoa Tâm, mà cô làm cái Phật pháp nhiệm bầu kỷ niệm 5 năm nhớ mà. Và em của cổ là đạo Phật, chồng em của cổ là đạo Công giáo. Chúng tôi qua thì Công giáo một bàn, bên Phật một bàn, hai bàn, chúng tôi làm lễ an vị luôn. Mà cái tâm của cô này, cô tha thiết, cô năn nỉ chồng bấy lâu nay, chồng gật đầu chấp nhận, đi ra tìm tượng ở bên ngoài không thấy, mua cũng mắc quá, chúng tôi mang theo một bộ trên chuyến đi mang qua luôn. Tới nơi làm lễ an vị Phật, vô là thấy chú một bên, thấy Phật một bên. Mà ông chồng ông kêu vui lắm. Và ông đang bị bệnh gan với bệnh tim, ngủ không được. Và cũng mấy tháng nay ngủ rất ít, chập chờn khoảng nửa tiếng, một tiếng, lâu lắm là hai tiếng. Bữa thầy làm lễ an vị xong ông ngủ 4-5 tiếng luôn. Ông kêu khỏe trong lòng, hình như có thêm Phật nữa, ngon. Nhưng mà hai vợ chồng này thì sao? Thờ Phật, thỉnh Phật về. Mà đúng ngay cái buổi xuống đây, mấy chú đang đúc tượng á, mấy chú tặng mang về luôn. Chùa đang đúc, có cái chú Phật tử đó phát tâm về, mang khuôn, mang đồ về. Hôm trước thì 600 ngàn một tượng, sau rồi bây còn 370, bữa nay còn có 100 ngàn tượng à. Mua nhựa giờ đúc còn 100 à. Nhưng mà đúc qua bán thì nó lâu cho, sao nó mau hết quá. Không kịp đúc. Đúc không kịp thì chúng tôi cũng phải đặt thêm. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là cái công đức mà thường trụ nơi đạo vô thượng, thường trụ nơi, thường trụ, tâm thường trụ chắc chắn nơi đạo, cái này quan trọng. Nếu mình trụ nơi nhà, bao nhiêu tâm tư mơ ước nguyện vọng xây một cái nhà nó đẹp quá, trụ nơi nhà, trụ nơi chiếc xe, trụ là chấp vô cái xe, trụ là chấp vô đó, rồi trụ nơi vợ, trụ nơi con, trụ bất cứ chỗ nào quý vị, rồi cũng phải bỏ nó ra đi. Đồng ý chỗ này không? Nhưng trong kinh Phật nói nên trụ nơi đạo Bồ Đề, là trụ nơi thể tánh thanh tịnh, trụ nơi công đức niệm danh hiệu Phật A Di Đà.
Muốn trụ đó thì phải thường xuyên niệm Phật, thường xuyên tụng kinh, gọi là trụ. Còn một ngày 24 tiếng đồng hồ, trụ có 4 tiếng à. Còn 20 tiếng trụ ở đâu á? Mà trụ ở đâu thì nó đi ở đó. Trụ ở tham thì về ngạ quỷ, trụ ở sân thì về địa ngục, trụ ở si mê thì về súc sanh. Trụ ở đâu về ở đó, chứ không có một thượng đế nào mà bắt buộc mình ở trên. Nghiệp dẫn duyên khởi, danh từ nhà Phật á, gọi là nghiệp nó dẫn mình, và duyên nó buộc mình, nó trói mình, và vô đó nó sanh sôi, nó nảy nở, gọi là khởi nhân làm người. Trụ vô cái nhân là biết giữ năm giới, biết làm điều lành, cho nên bây giờ nó mới trở thành thân làm người, là trụ nơi bào thai. Còn loài súc sanh là trụ vô noãn thai, tức là trụ vô rồi trứng, trụ vô cái loài thai. Nhưng mà loài heo là bốn chân xương sống ngang, còn mình là cũng loài súc, loài động vật cao cấp, hai chân xương sống thẳng. Nó cao cấp hơn loài động vật là bốn chân xương sống ngang. Trụ ở đâu, cái tâm mình trụ ở đâu rồi mình phải về cảnh giới đó. Nếu trụ vô coi như đạo Phật và trụ vô cảnh giới cực lạc thì phải về cực lạc, đúng không ạ? Chắc chắn như vậy. Trong kinh nói rất là xuất sắc. Giảng những chỗ này mà ai mà có duyên với tịnh độ nghe là nổi gai ốc. Phật dạy từng lời từng câu quá hay. Nói như vậy không phải về nhà đánh vợ đuổi con ra ngoài đường, tôi không trụ nơi bà nữa nha, tôi không trụ nơi ông nữa nha, tôi không trụ nhà nữa nha. Kiểu đó chắc manh manh chết đó nha. Cái kiểu đó mà nghe cái là bắt đầu ông chồng ông lên chắc ông cạo đầu khô thầy luôn. Cái hình tướng đó là duyên, nhưng duyên đó không để nó ràng buộc. Duyên tạm ở với nhau, và duyên nợ đến bây giờ chấm dứt con nợ, không để nợ nữa, mà gọi là duyên lành ở với nhau. Duyên lành gặp nhau, chấm dứt con nợ rồi, chấm dứt cái món nợ rồi, thì duyên còn thì ở, duyên hết thì tan. Muốn kéo nó lại cũng không được. Hai vợ chồng ở nhau rất là đầm thắm, nhưng khi thọ mạng của vợ hết rồi kéo nhau được không? Sao mà kéo nhau được nữa? Nhưng mà không lo cho cái phần khi nó hết duyên, hết thọ mạng, mà lo cho còn thọ mạng là ăn, mặc, ở và bệnh. Nhưng ít ai lo cho cái chết. Chỉ có Ngài Ấn Quang lo cho cái chết, là viết cái chữ tử thiệt to để ở trong á, là mình sẽ chết, để lo cho cái chết nó đàng hoàng. Lo cái chết đàng hoàng là sao? Là phải tích lũy công đức cho phần hồn. Các tôn giáo khác gọi là phần hồn, mà mình gọi là tích lũy công đức để trở thành tịnh nghiệp. Thiện nghiệp là lên cõi trời, ác nghiệp là xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà tịnh nghiệp thì về Tây Phương Cực Lạc, gọi là tịnh nghiệp tam phước. Với hết thảy vạn vật tùy nghi tự tại. Đây là cái đoạn trong văn kinh hôm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền, chúng ta đang nghe tiếp trong cái đoạn kinh này. Là tất cả mọi vật đến với mình đều tùy nghi tự tại. Tự tại tức là mình bình tĩnh, không bị dao động, không bị nó làm cho chúng ta sốc. Hôm nay có một cái chú thầy giáo ở Phú Yên lên đây gặp chúng tôi, có nói, và gia đình đưa lên với quý sư cô có nói là bây giờ không được tự tại, tức là không làm chủ mình được, và chắc là học hành nhiều quá, đang làm thầy giáo, và thầy hỏi là có bị cái sốc gì không? Sốc về tiền bạc, sốc về tình yêu, hay là sốc về cái chuyện công việc làm ăn? Anh nói cái nào cũng có hết. Và đến bây giờ không có dạy nữa, vì mình không làm chủ mình được, đang bị tinh thần bất an, tức là không được tự tại. Và tinh thần không được tự tại rất là thiệt thòi. Và cái đạt được đến cái tự tại mà tột đỉnh của nó đó là đạt đến Phật, là đại tự tại. Còn mình chưa đạt đến đại tự tại, nhưng có nhiều người rất là bất an. Thì các nhà mới nói là khi tâm mà bất an được rồi đó, khi tâm mà bất an rồi đó, thì kêu mà tự tại, đi đứng nói năng, công việc làm ăn,
đều được ung dung tự tại thì không thể được, vì tâm đang bất an. Như xin thưa nè, lắng nghe nè, để khi mà bắt đầu nó bất an, để khi bắt đầu bệnh rồi á mới chữa hơi gay. Ngoài đời người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không? Là chưa có bất an, chúng ta đã tu rồi, chứ để bất an mà vô tù á, hoặc giả bị nạn rồi mới tu không kịp. Giờ lắng nghe kinh nghiệm nè, hiện tại này không có đau bệnh, không mất tiền mất bạc, không mất vợ mất con, không có chuyện gì xảy ra, tương đối gọi là tự tại trong thế gian này, niệm Phật rất vô. Nhưng chỉ có một cái điều chướng ngại, đó là nó hay làm biến. Làm biến nghĩa là không quen, ở nhà đâu có ngồi dưới đất như vậy đâu, ngồi trên ghế salon, mà vô đây bắt ngồi dưới đất, bắt ngồi lạy Phật, bắt ăn chay. Ở nhà là ăn mặn, bữa nào cũng có miếng nước mắm mặn mặn miệng, ở trong này bắt ăn xì dầu, sốt ruột. Cái nghĩa là không quen, tức là cái thói quen mình không có, nó làm cho mình cũng không được tự tại. Bây giờ mình phải tập cho thành thói quen, là tập ăn chay, tập niệm Phật, tập tụng kinh, tập lạy Phật, tập tích lũy công đức. Thì cái tâm của mình khi niệm Phật, Phật là đại tự tại, mà niệm cái danh hiệu của Phật lâu ngày mình cũng sẽ được tự tại. Tin chỗ này không? Có khó tin đó. Cái gì mà A-di-đà Phật mà tự tại? Khó tin. Lúc trước giấc nhà mà lên giảng mà nhìn thấy số lượng người này là nó rung ở ngang. Rung là không được tự tại. Trời ơi, nhưng bây giờ không biết Phật gia hộ làm sao mà ví Quan Âm 60.000 người, càng đông hát càng hay. Cái nghĩa là giác ngàn không phải mình tự khoe mình là đại tự tại. Đại tự tại chỉ có Phật thôi, nhưng mình niệm Phật cho nó cũng có một chút xíu gì tự tại. Cho nên ngồi giữa mọi người, giữa công chúng, mình nói người ta lắng nghe và người ta hoan hỷ, để đem cái tự tại của mình cho bớt mọi người. Nhưng mà cho rồi thì không mất. Giống như cây đèn, quý vị đã sáng rồi, cho một người mồi cũng như 1.000 người mồi, cho 1.000 người, 10.000 người, 60.000 người mồi cũng không mất. Cái giá trị của tinh thần nó cao, cho nên phải đòi hỏi phải có công phu. Còn tiền đó, hôm nay mà có 2 tỷ, 3 tỷ hồi nãy giác nhà mới nói đó, mà cầm đưa cho quý vị cái mất, đôi khi quấn lộn dành nhau nữa nha. Hoặc giả là kêu ông thầy này sao thiên vị, cho cái cô kia nhiều mà cho tôi ít nữa nha. Còn cho cái này là bình đẳng không ạ? À? Muốn nhận nhiêu nhận không ạ? À? Như một trận mưa không à, cây lớn thì hút lớn, mà hút nhiều mà cây nhỏ thì hút ít không à. Cây lớn đó là niềm tin chúng ta lớn thì mình sẽ nhận được nhiều, còn niềm tin mình ít, nhỏ hẹp không tin thì nhận được ít. Một trận mưa thì bình đẳng, nhưng tùy theo cây đó lớn hay nhỏ, hút nhiều hay hút ít, nhận nước nhiều hay nước ít. Kinh nào giỏi ta, hôm nay biết kinh Pháp Hoa rồi cũng giỏi hết ta, đúng không? Đó. Thì như vậy chỉ có pháp của Phật cho nó mới bình đẳng, còn cho những cái khác coi chừng không bình đẳng. Cho nên cho câu A Di Đà Phật là bình đẳng nhất ha. Và thầy khuyên chú ở lại, chú đang ngợ và thay Giác Ngàn kêu thôi suy nghĩ đi, xuống nghe Giác Ngàn giảng thời pháp rồi có quyết định ở lại không. Nếu mà không ở lại thì về nhà nó điên luôn là chết. Vừa rồi thầy sang bên Úc có một cái cô đó bị bệnh trầm cảm, người mẹ rất là khổ, 30 mấy 40 tuổi mà không có chồng, và suốt ngày chỉ đóng cửa ngồi trong phòng, đến giờ ăn ra ăn, ngồi riết nói lảm nhảm một mình. Thì người mẹ rất là lo tương lai nó sẽ mở cửa ban đêm nó đi không biết lúc nào, bây giờ không làm chủ được mình mà. Cái đó gọi là không phải, gọi là không được tự tại đó, bất bình thường. Thì khi qua giác nhà ngồi nói chuyện, và thường cái người không được tự tại đó, người ta thấy người ta là bình thường, người ta thấy người ta bình thường cho người ta mới làm những cái chuyện như vậy. Chứ người ta thấy người ta khác thường á, khác hơn mọi người thì người ta phải lo người ta sửa lại, nhưng mà sửa không được nữa. Và người mẹ rất sợ là tối tự động mở cửa ra đi, ai mà canh được. Đi ra ngoài đường là xe nó tông là chết luôn. Vì vậy cho nên vô ngồi nói chuyện,
kêu theo cái tình trạng như chị như vậy không bao lâu nữa là vô nhà thương điên. Biết nhà thương điên không? Kêu biết. Muốn vô không? Kêu không. Nếu không muốn vô thì hàng ngày phải nghe thầy thuyết pháp, ra chung với mẹ của chị để tụng kinh. Nó nghe mình dọa nhà thương điên, nó ớn càng rồi nha. Cổ ớn là cổ sợ rồi. Ngồi nói chuyện cũng hơn nửa tiếng, gật đầu chấp nhận, bắt tới bàn Phật phát nguyện hàng ngày phải lên tụng kinh. Trời ơi, bà già bà mừng quá, cái bấy lâu nay con nói nó đâu có tin đâu, sao cái miệng của thầy hay quá. Trời ơi, bà cảm ơn, bà rơi rơi nước mắt, bà mừng quá. Nếu mà thực sự nó chịu làm như vậy thì thành công. Nhưng mà ở nhà không có lực, là mẹ cũng phải còn đi làm, một mình nó đâu có ra tu được nữa đâu. Tắm rửa mà đôi khi còn quên nữa, 4-5 ngày hôi quá rồi mới biết mình là hôi. Bà già nói vậy đó, mẹ nói vậy đó. Là bởi vì là không làm chủ, không được tự tại. Riết rồi bắt đầu điên, phải đẩy nhà thương điên. Và điên loạn đến cái mức độ nó bút xúc thần kinh lạ, đập phá trong nhà luôn. Kinh khủng như vậy. Và thường những đứa trầm cảm vậy là bắt đầu từ từ nó điên, cái nó chết, nó đi ra ngoài đường, đi lang thang mình. Quý vị chưa đến tình trạng đó phải không? Chưa đến tình trạng đó cho nên quý vị chưa thấy sợ phải không ạ? Nhưng nếu mình không tích lũy công đức niệm Phật, mình không có làm chủ tinh thần của mình có cho cái tâm nó cứ phóng đại, nó cứ cho tán loạn, nó cứ cho làm những cái chuyện mà rồ điên á, chuyện gì cũng xí vô đó, lâu ngày nó cũng giống như người đó. Và đến già bị gì? Lầm. Đang đi ra mua một chồng bánh tráng, đang đi ngon lành, gặp thằng nhỏ nó kêu quăng. Bà kêu ô quăng hả? Bà quăng luôn. Gọi là nói liệu quá biết không? Và nói liệu và làm theo hành động đó luôn. Mà quăng bể đống chá, bánh tráng rồi bắt đầu đứng khóc, kêu cái thằng khỉ này. Lúc nhỏ thấy cái bà già đó đó, đến bây giờ còn nhớ. Mới 9-10 tuổi, bà già bà ôm một chồng bánh tráng, thằng nhỏ nó kêu quăng. Bà quăng luôn, bể luôn. Xong rồi bà mới sực nhớ lại là ủa sao mình làm theo cái hành động này. Là bởi vì không làm chủ được, không tự tại. Nhưng người ta không có phương pháp để trở về với cái tự tại. Muốn có phương pháp trở về với tự tại, đó là y cứ nơi lời dạy của Phật, là trụ nơi cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Được chưa? Trụ nơi danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nếu mà lấy cái tâm của Phật á, mà so với cái tâm của mình là mình đang bị điên dữ lắm. Tâm của Phật là đạt đến trình độ là không còn điên nữa, không còn khùng, không còn mà bất an, mà Ngài đã đạt được cái bình an vô sự. Và Ngài thấy rằng sao mình cứ chấp vào những cái chuyện mà không thể nắm giữ được, mà không chịu trách trì danh hiệu. Cho nên Phật nói mình điên. Và lúc lâm chung mình phải tiếc rẻ, tức tối, bực bội, và phải nắm giữ mà không được. Hiểu hiểu cái tâm lý chỗ này không? Cho nên lấy cái địa vị, cái vị trí của Phật là giác nhàn của quý vị là cũng đang điên dữ lắm ạ. Là bởi vì mình chấp vào những cái không đáng chấp. Thân thể này không phải của mình mà chấp, chồng con này không phải của mình mà chấp. Tạm sống với nhau, xử lý với nhau, đối đãi với nhau cho tốt, tốt người, tốt vật, để không phải gì? Để không phải là gặp nợ kiếp sau nữa, mà tạo duyên lành với nhau. Nhưng mà mấy ai quý vị? Mấy ai? Đó. Mấy ai được cái ý nghĩ này, và mấy ai được nghe cái điều này, đồng ý quan điểm của giác nhàn? Mà khi đồng ý rồi mà về thực hành cả một điều khó. Khó lắm. Tuy nhiên cứ mỗi chủ nhật quý vị về nghe giảng, rồi từ từ nó mới khai mở từ từ, nhờ cái công đức phóng sanh này, rồi nhờ cái công đức niệm Phật như hồi nãy giờ đứng niệm Phật đó, từ từ bắt đầu nó mới lần lần nó đi sâu vào tâm thảm chúng ta, bắt đầu nó mới chuyển qua. Châu Hải kêu là ồ tu dễ lắm, về cái niệm Phật cái thành Phật liền. Không phải dễ như vậy đâu mà. Niệm Phật cái hết vọng tưởng liền. Nếu mà mình niệm Phật mình hết vọng tưởng là mình thành Bồ Tát rồi. Không phải dễ mà phải từ từ. Quý vị biết 29 năm nay mà cứ bắt đầu nuôi từng cụ già, lo từng miếng ăn, hỏi về thử coi là nhà vệ sinh sao, để mua ống vệ sinh. Bữa nay nó tràn rồi, nó chảy xuống sớm rồi, là phải làm ống để cho nó chảy xuống dưới. Lo từng chút như vậy. Và không phải lo như vậy mà đủ, mà phải lo công phu nữa, thì cái tâm mình nó mới ổn định được. Thì chúng tôi lên đây mới ngồi nói để quý vị nghe nó mới có lý. Chứ còn không ha, lên nói không nổi, nói nửa tiếng nói không nổi. Bây giờ cái tâm mình nó tích chứa nhiều cái thứ khác, không phải là tích chứa nhiều cái tâm thánh thiện và những
cái lời kinh tiếng kệ trong này, cho nên nói ra không nổi. Nó phải tích chứa, nó tích trữ thì nó mới được. Cho nên thành ra đừng vỗ ngực xưng tên ta là đại tự tại. Chỉ có Phật thôi mà Phật cũng không dám vỗ ngực xưng tên. Phật cũng không dám ta đây, Phật cũng dám ngã mạng. Mà Phật gọi là gì? Thế Tôn. Là thế gian tôn người lên làm Phật. Chứ mình tự tôn thì không phải là Phật, là ngã mạng rồi. Vì vậy cho nên ai cũng không được đạt đến cái tự đại tại giống như Phật, thì mình phải về đây niệm Phật, đúng không ạ? À, quý vị biết bên nước ngoài có nhiều người, chúng tôi đi giảng thấy có nhiều người họ tự mãn ta đây. Nếu không có một cái uy lực để khuyết phục ha, là họ hỏi những câu cắt cớ. Mình tâm là Phật rồi còn gì niệm Phật. Tâm kinh nè, trong tâm có kinh thì còn gì tụng kinh nữa. Tâm mình là chay rồi còn gì chay nữa. Tâm chay chứ. Thực sự tâm mình là chay, giống như ngày tới điên ăn con gà vô xong hả miệng con gà sống nó bay ra lại. Đắc được đại tự tại đó đó thì nên ăn, ăn mà còn thèm chảy nước miếng mà kêu tự tại. Mới tự tại. Đó là nói ngoài lo môi chốt lưỡi khoát lát thôi. Chứ còn tâm tự tại là phải đến Phật mới được tâm tự tại nghe. Chứ đôi khi mình nói vậy là mình chấp lý á, mình bỏ sự á, ngông ngông ngênh ngênh là chừng lúc ra đi mà nhìn cái mặt hả hỏng á. Chứ phải dễ đâu nghe quý vị à. Cho nên chúng tôi rất là thực tế, thấy những cụ già niệm Phật, ngồi chung với các cụ già niệm Phật, rồi về hướng dẫn cho các cụ già tu, cứ tu từ cái đơn giản nhất như vậy đó mà lại thành tựu. Mình thấy mình bay bổng, mình lên tới trời xanh rồi. Nó rớt xuống một cái là thôi, càng cao bé càng đau, là càng ngã mạng chừng nào. Khi mà đụng chuyện một cái là thôi hụt hẫng. Cho nên chúng ta cứ từ từ thấp thấp mà đi, tích lũy công đức phóng sanh, tích lũy công đức niệm Phật, tích lũy công đức ăn chay, tích lũy công đức in ấn tấm kinh tượng Phật, tích lũy công đức niệm Phật, tích lũy công đức lạy Phật. Chúng tôi từ những cái công đức đó mà nó hình thành như ngày hôm nay. Chứ không phải bao nhiêu người là từ trên trời bay xuống đâu, từ ở đâu tự nhiên chạy tới đây đâu. Mà đặc biệt chúng tôi thấy 6 tuần lễ để xem thử coi, vậy mà họ về vẫn đông. Khó tổ chức như vậy lắm. Và khi về lại giảng họ vẫn thích nghe, chứ không phải cũ. Cho nên chúng tôi mỗi lần về khu chuyên tu là công phu cho nó có cái nội lực. Mỗi lần ra giảng là mỗi lần mới, cũng nói về cái đoạn đó, nhưng mà nó có cái lực đi vào người mình. Người ta khai khóa hiển thị trong tập chi tế. Mỗi lần giảng là mỗi lần khác, mỗi lần nghe là mỗi lần khác. Gọi là cảnh giới nâng cao. Vì các thứ loại làm bạn không thỉnh, chẳng thỉnh. Nghĩa là sao? Tất cả mọi thứ bên ngoài khi đến với chúng ta, chúng ta vẫn an nhiên, không để nó làm chúng ta trói buộc hệ lụy, chẳng có làm cho mình bị rung động. Không phải dễ. Làm bạn với mình, làm người thân với mình, làm anh em của mình, làm cho mình rung động. Còn không phải anh em, không phải bạn, không rung động. Không rung động là mình gọi là hững hờ. Nghe chỗ này nha. Nghe trong gia đình của mình bị bệnh, lo hơn là không phải trong gia đình. Còn riêng Phật, tất cả chúng sanh bình đẳng với nhau, chúng sanh đau đớn thì Phật thấy mình đang đau đớn. Đau đớn vì chúng sanh chứ không phải là mình đau khổ. Nghe chỗ này nha. Và con cái, chồng con, gia đình của mình bị thiệt thòi, bị đau đớn, bị mất mát, bị khủng hoảng tinh thần vân vân, thì mình trải thân mình ra lo rất là nhiều, vì những người đó là máu mủ thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng đối với Phật, tất cả chúng sanh đau khổ, đau đớn, Ngài cũng đau đớn để mà dùng mọi phương tiện để cứu độ chúng sanh. Trên cái tâm của mình là bị gì? Bị cái những người bạn, những người thân bằng quyến thuộc làm cho mình bị dao động rất là nhiều. Tuy nhiên khi những chuyện chồng con, cuộc sống đến với mình, dĩ nhiên mình phải lo, đúng không nè? Nhưng hôm nay nghe trong đoạn kinh này, nếu một chúng sanh nào đau khổ giống như gia đình của mình, mất mát về tình cảm, mất mát về tiền bạc, mất mát về cuộc sống, đang bị đau bệnh, thì mình cũng ra tay cứu giúp. Nếu chúng tôi không có cái tấm lòng tin Phật vãng sanh, thì những người nằm ở đây không phải là dễ nhận vô đâu. Họ vô họ nằm đó, rồi mình sợ lỡ mà gia đình của họ đó lên họ kiện thương sao, thầy bắt
cho mẹ con, vợ con, bà của con chết kiện thầy không phải dễ đâu nha quý vị. Có sự gia trì của Phật mới làm mấy chuyện này được, chứ không phải dễ làm đâu à. Tánh mạng con người không phải đơn giản đâu quý vị nha. Mà chúng tôi làm vì Phật Pháp, làm không phải là lợi nhuận, cầu họ đến để họ đưa tiền cho mình, cầu họ đến để mình làm nổi danh của mình lên, gọi là danh lợi. Nếu làm như vậy là Phật không gia hộ, thời gian nó banh chành hết, banh chành hết. Mà chúng tôi làm bằng con tim là tình cảm, tình thương, làm bằng khối óc là trí tuệ của mình, là hiểu rằng, cho họ biết rằng là về Tây Phương Cực Lạc để thoát khỏi những cái đau đớn đó đi, làm bằng cái đó. Cho nên có sự gia trì của Phật. Và mỗi ngày mỗi đông, hôm trước phòng vãng sanh 3 người đông nhất, hôm nay mười mấy người rồi. Từ hôm bữa đi đến bữa nay là bao nhiêu? Gần 10 ca ra đi rồi. Nhưng nếu họ không vãng sanh được, họ ra đi trong chùa thì sao? Họ ra đi trong chùa cũng được lời kinh tiếng kệ. Quý vị mất mà được quý thầy đến làm đám là ngon lắm đó ngàn, là tốt lắm đó ngàn, là may mắn lắm đó ngàn. Nhưng mà mất đây không phải mất ở nhà, mà mất ở tại chùa được tiếng niệm Phật 24/24. Ai thích kiểu này giơ tay lên coi. Ôi trời ơi. Nhớ ngàn giơ tay rồi ngàn, vài bữa giờ đây mất đó ngàn. Giác ngàn luôn luôn canh cánh trong lòng, luôn luôn canh cánh trong lòng là luôn luôn thích ở với đại chúng, ở trong cảnh Dạ Lam, và mất là mất trong cảnh Dạ Lam. Phải có tâm nguyện này, chứ không là mất ngoài đường đó nha quý vị nha. Bị tai nạn á, không được mất trong chùa quý vị. Muốn như vậy thì bây giờ mình đi hộ niệm, mình tích lũy công đức để cho cái nghiệp nó dẫn mình đến cái nơi mình như ý muốn. Còn nếu không có phước báu, mình muốn mà không được, không có phước báu, không có nhân duyên, muốn mất trong chùa có ban trợ niệm không được, mà bị kiếm thui, nằm ở nhà cả gia đình đi Nha Trang chơi, bà già chết 3 ngày kiếm nó thui. Muốn chết vậy không? Không. Thì bây giờ phải gieo duyên trong chùa, gieo duyên với pháp nào thì mình sẽ gặp được pháp đó. Đó. Như vậy cho nên thọ trì pháp tạng thầm thâm của Như Lai. Cái pháp tạng thầm thâm của Như Lai đó là gì? Là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế. Đây là thầm thâm nè. Duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Cái nguyện của Phật A Di Đà là thầm thâm mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành Phật ngôn, gọi là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn thầm thâm vi diệu. Mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thập ngôn, và không có một vị Phật nào mà có cái nguyện là lúc lâm chung bất cứ một chúng sanh ở một cảnh giới nào niệm đến danh hiệu của tôi là mười niệm mà đầy đủ tính nguyện người này được vãng sanh, chỉ có Phật A Di Đà vào trong cõi ta bà có cái nguyện này. Và không có Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta không bao giờ biết đến cái chuyện này. Bây giờ làm sao chúng ta nhìn thấy Cực Lạc? Làm sao chúng ta nghe được Đức Phật A Di Đà ở bên cõi Cực Lạc nói cho chúng ta nghe? Mà nghe qua trung gian của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là không bao giờ sai, mà cũng không nói lý mà bỏ sự đâu. Tức là không nói là trở về thể tánh mà không phải bỏ báo thân này, không có cảnh giới Cực Lạc để chúng ta đi về, mà có sự tướng luôn là sau khi bỏ báo thân này được về Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là sự lý viên dung mà tánh tướng dung nhiếp. À, thực sự Giác Nhàn đạt đến cái tiêu chuẩn mà ngồi trên pháp tòa nói thao thao bất tuyệt là cũng từ nơi mấy bà già trầu 5 người trở lên đó. Hồi trước năm 2007 là đè đầu mấy bà già trầu giảng dữ lắm. Chủ nhật nào cũng giảng, giảng riết, giảng riết, giảng riết. Bây giờ nó lên tay nghề, gọi là nghề dạy nghề. À, thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn rất là vui. Quý vị về tương đối cũng khá đông. Giác Nhàn không có món quà gì tặng cho quý vị được, bởi vì đông quá, tiền thì chắc không đủ, bánh kẹo thì chắc mua chắc mấy bao. Nếu mà vớ hộp áo thì nó đâu có vừa đâu ha. Người thì mập quá, người thì gầy quá, mua áo quần tặng cũng không được, biết áo quần đâu mà lựa. Thôi cho người cái đĩa. Món quà này là bình đẳng đó ạ. Bình đẳng trên pháp vị, về nghe ai cũng hoan hỷ với nhau. Xin thưa nha, một cái đĩa đó giảng xong 2 tiếng đồng hồ. Mà thường giảng nói 2 tiếng cái đĩa đó, chứ thực ra là phải 3 tiếng.
vô ra vô rồi bắt đầu kết cuộc đồ này nọ là 3 tiếng, mang về ngồi cắt sáng dựng là 15 tiếng. Hôm bữa bên Happy Reception là cho 12 đĩa, mà một đĩa 15 tiếng là 10 đĩa 150 tiếng. À, một đĩa hôm nay là giảng từ 9 giờ đến 11 rưỡi là 2 tiếng rưỡi, về cắt sáng gọn lại thành 2 tiếng, thì vào tầm khoảng 1 đến 2 giờ khuya thức dậy làm. Cũng như buổi giảng hôm nay rất là ưng ý, có những câu rất là tâm đắc, cho nên sáng ngày mai là 1 2 giờ khuya dậy bắt đầu cắt sáng, thì vào khoảng 15 tiếng đồng hồ. Mà thường ngồi như vậy là 4 tiếng đồng hồ là dựng được chỉ có 30 phút thôi. 4 5 cái máy như vậy nè. Ngồi mới lồng cảnh vô. Rồi cứ 15 giây, 10 giây là chuyển một cảnh. Rồi coi cái người nào mà cái mặt đẹp một chút đưa vô, rồi 666 một chút cũng đưa vô, rồi đông một chút cũng đưa vô. Cái nghĩa là ngồi mà làm thì nó phải chi ly như vậy. Như một cái đĩa này nè, là giảng xong bắt đầu về ngồi cắt sáng, vừa đi giảng vừa làm 15 tiếng đồng hồ. Mà nếu mà đúng cái đĩa đó ra là phải 20 tiếng, là xúc nó ra, xúc ra thành cái đĩa. Cho nên một cái tác phẩm này nó ra, quý vị về xào cái 2 tiếng nó hết. Nghe 2 tiếng cái nó hết không ạ? Mà cả một cái tâm huyết, cái thời gian đổ vô đó. Mà tự quay, kêu mấy chú quay giác nhàn sắp đặt rồi về tự giác nhàn dựng. Chỉ có giác nhàn dựng mới biết những cái đoạn hồi nãy giờ nói chuyện này chuyện nọ đó, mình mới cắt sáng được. Một cái đĩa quý vị cầm thấy đơn giản, nhưng mà cả bao nhiêu mồ hôi nước mắt tâm huyết trong đó. Cái nhiều lúc nhịn đói luôn dựng. Đang gặp cái khúc phim nó hấp dẫn quá, Phật tử đang lắng nghe, nhìn vô trong cái màn ảnh á, cho nên đến giờ cơm hồi nào không hết, quên luôn. Có bữa đó từ 2 giờ khuya giữ đến 7 giờ sáng, tưởng là đến trưa ăn cơm trưa rồi chứ. Dễ sợ như vậy. Có nghĩa là dành cái thời gian trong băng đĩa mà có hiệu quả. Vừa rồi bên Sydney 400 người là hoàn toàn người ta đến là người ta nghe qua đĩa thôi. Toàn bộ là người ta quen qua đĩa, rồi người ta nghe mình đến người ta đến. Cho nên giác nhàn rất cảm ơn quý vị về, cho nên có hội trường đông, giác nhàn giảng á, nó có khí thế, cho nên người ta nghe người ta thích, quý vị cũng có phước. Nghe vậy kéo nhau nó nghẹt chùa không có chỗ chết. Mà thật sự nhờ quý vị ngồi như vậy lắng nghe giác nhàn, nó mới có một cái hứng thú để giảng đó. Thì những người người ta nghe lại những cái bản giảng này người ta rất là thích. Cho nên mỗi lần giác nhàn đi nước nào là đều là đông nhất. Thấy họ gọi là đối pháp, họ tha thiết dữ lắm, rất là tội. Khi mà nghe xong buổi giảng rồi ha, họ kêu sao bữa nay mong quá như vậy, hết giờ rồi. Họ cứ quay quần, thấy rất là tội nghiệp đó. Còn quý vị là được dư thừa luôn á. Có nhiều người ngồi đây mà ngủ luôn á. Bởi vì thừa rồi thôi ngủ cho rồi. Quý vị không thấy thiếu cho người ta thấy thiếu lắm, rất là tội. Thưa quý vị, thực sự mà các vị ở Việt Nam cũng có phước dữ lắm. Rất là có phước là mình không có bị làm trong hãng. Cho nên mình bỏ mình đi những ngày bình thường rất là dễ. Hoặc chủ nhật mình đi cũng dễ. Còn họ làm trong hãng là trễ giờ hoặc là không đi ngày đó, không có lý do người ta đuổi. Mà sợ nhất là đuổi việc. Và đặc biệt nữa là làm từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy là rất là mệt mỏi. Ở nhà chỉ lo dọn dẹp đồ này nọ, lo lắng trong nhà cửa. Cho nên thành ra họ không có thời gian họ đi nghe pháp. Những thầy nào mà họ nghe qua băng đĩa tâm đắc lắm họ mới đến. Có nhiều người đến nửa buổi rồi đi về. Thưa quý vị, có một điều giác nhàn xin nói để cho quý vị an tâm. Hiện tại bây giờ có một việc làm cho mọi người rất là dao động. Có một chú đó đến hỏi thầy. Thầy hồi trước giờ không có nói, nhưng hôm nay thầy nói để cho mọi người khỏi phải hoang mang. Mọi người và mọi làng, mọi xóm, mọi chùa, tất cả mọi nơi đang hoang mang. Nói là chuẩn bị tận thế 21, 22 tháng 12 tới. Thì thầy có thể nói như thế nào trước đạo tràng? Thì thầy có trả lời với chú đó mà cũng trả lời chung cho quý vị. Nếu mà nói không có cũng không được, mà nói có cũng không được. Mà gì? Im lặng. Đồng ý không? Phật nói nè, bốn cách trả lời của ta. Là Phật nói á, là bốn cách trả lời của ta mọi người nên áp dụng. Thứ nhất, người đó hỏi mình trả lời trực tiếp.
Thứ hai là trả lời dẫn chứng diễn giải. Thứ ba là hỏi ngược lại. Và thứ tư là im lặng. Hỏi thầy bữa nay con niệm Phật sao bị vậy 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 thì thầy trả lời cho. Còn cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, mình chỉ lo chuyện nhà mình. Nhà mình đó là niệm A Di Đà Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ, phóng sanh, ăn cơm, ngủ. Được chưa? Còn cái chuyện có thiên hạ để thiên hạ lo. Lỡ mà thầy nói ồ nó có thiệt, nó có thiệt các ha. Quý vị giờ chuẩn bị ngang, lo nước non rồi ngang, lo đèn đuốc rồi ngang. Công an tới đây người ta kêu mình là gì? Đầu độc thiên hạ, làm cho thiên hạ rối loạn, đúng không? Bắt anh nhốt bỏ tù à. Đúng chưa? Im lặng là hay nhất. Được chưa? Chuyện mình làm, cái chuyện bên đó, cái chuyện bên ngoài là chuyện của bên ngoài. Mọi việc nó đang như thế nào mà tâm ta đang bình an vì đang niệm Phật. Được chưa? Chỉ hàng ngày, chỉ hàng ngày là lo chăm chỉ, đừng có lo cái chuyện bên ngoài, lo chăm chỉ niệm Phật, chăm chỉ tu hành. Vậy hôm nay có các vị chính quyền họ nghe họ cũng hoan hỷ phải không ạ? Các vị công an cũng hoan hỷ phải không ạ? Mà các vị gì? Tất cả mọi người đều hoan hỷ. Quý vị hoan hỷ không? Nói làm chi chuyện đó? Có không có là cái chuyện của thiên hạ. Bên ngoài thân mình rồi, thân này mình không còn lo giữ không được, mình lo giữ cái gì bên ngoài? Giữ cái tâm, dùng công đức niệm Phật để giữ cái tâm cho nó bình an. Nơi nào bình an nhất? Nghe nè. Trời tự nhiên sao nhớ chuyện này ta? Không có nơi chốn nào bình an bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Chú cậu này là bất hủ quá nha. Bất hủ. Không có nơi chốn nào bình an bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Chui tuốt ở dưới đào cái lỗ rồi nó sụp đất cũng chết. Không, lên tới công trăng rồi ha, nó vỡ ra rồi cũng tan xác. Mà chỉ có sự bình an tĩnh lặng của tâm hồn là chốn bình an nhất. Muốn làm sao bình an tĩnh lặng của tâm hồn? Niệm A Di Đà Phật đi rồi bạn sẽ thấy. Như nghe thấy nó phê rồi sao? Trả lời vậy ổn thỏa chưa? Ổn thỏa. Cho nên thực sự mà chúng tôi soạn trước lên đây chúng tôi nói chắc là nói không được đâu. Mà có cái sự gia trì của Phật và cái tâm bữa nay nó cảm xúc vì tấm lòng của quý vị quý giác nhàn. Bỏ công ăn chuyện làm, đáng lẽ là chủ nhật là phải đi chơi ha. À, cho nên cái vấn đề để mình đạt được mục tiêu vẫn là cái vấn đề buông xả. Nói thì dễ mà làm thì khó. Cái sắc thân này tạm để sử dụng nó trong một đoạn đường 100 năm trở lại, nhưng mà ra đi không chết khó lắm. Bây giờ nó rụng cái răng, thấy súng cái là thấy mất đẹp, mất cái duyên rồi. Tóc mình bạc muối tiêu là phải đi nhuộm rồi. Tức là phải chấp nó, chấp bao nhiêu năm nay rồi, khó buông lắm. Buông không phải là mình hủy hoại nó, buông không phải mình để cho nó bệnh hoạn, mình làm cho nó tàn tạ dung nhan. Mà mình gì? Mình tạm dùng nó, rồi sau khi bỏ qua hết thọ mạng rồi thôi mình bye bye chào tạm biệt nó. Muốn nghe nữa không vậy? Thôi để tuần sau nha. À, thưa quý vị, có một anh này thì nãy giờ anh nghe Giác Nhàn giảng, anh cũng lên anh xin nói 5 phút về cái chuyện bầu nhiệm. Giác Nhàn kêu thôi để tuần sau lên Phật Pháp nhiệm màu. Anh kêu không, không có chuẩn bị trước với hai, không biết tuần sau còn ở lại hay không. Ở tước ở Quảng Nam đi vô đây tu, anh cũng có vài lời quỳ xuống tha thiết xin Giác Nhàn. Thì Giác Nhàn cũng xin quý vị nghe có vài lời ha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, anh nghe. Con tên là Đặng Việt Sơn, pháp danh là Tịnh Sơn. Quê quán của con là Quảng Nam, huyện Hiệp Đức, xã Quế Thọ, thôn Hóa Trung. Nếu ai ở Hiệp Đức và nếu có ai có học trường cấp 23 Hiệp Đức khóa 96, 1996, 1997 thì biết con, bởi vì con rất nổi tiếng, bởi vì lúc đó con điên. Dạ, con bị điên và ba mẹ con rất là khổ vì cái bệnh điên của con. Đưa con ra bệnh viện tâm thần Hòa Khánh Đà Nẵng, chữa đủ thuốc, uống đủ thứ thuốc. Không biết con người con bây giờ chắc thuốc, nếu mà chắc thì chắc lóc cái thằng này mất.
uống nhiều lắm nhưng mà không hết. Nhưng mà rất tiếc là hồi đó họ không biết gì về Phật pháp ấy. Thì cơ duyên là nó đau con, đau đầu con liên tục. Mỗi lần đau là cháu uống đủ thuốc là giảm đau. Con chỉ biết đập đầu vô tường, đập đầu xuống đất. Nói chung chỗ nào đập được là đập. Ở bệnh viện đã qua nản thì người ta trói con lại, chích thuốc giảm đau, chích thuốc an thần, không cứ ngủ, cứ trơ trơ mà đau khi nào mà hết đau thôi, còn không biết khi nào hết. Thì đau 3 đêm liên tục ở Đà Nẵng á, thì con mới, ý định của con là tự tử. Tại vì con còn không còn cách nào khác hết, chỉ có tự tử mới thoát được cái đó. Đó là cảnh địa ngục quý vị. Con nói thật tình với quý vị, không biết ở đây ai chứ con thấy địa ngục rồi. Con chờ cho trời sáng để hết đau mà 3 đêm liên tục như vậy, đêm thứ tư con chết. Xác định rõ ràng, người nào gặp con nói đây là người cuối cùng tôi gặp, rồi tôi ra đi, chứ không thể sống nổi với cơn đau đầu đó. Thì đến lúc chết đó, thì gặp một người Phật tử ở Đà Nẵng, và vô tình người đó chỉ cho con Phật pháp. Và từ đó dần dần con biết tu tập. Và từ những cái câu niệm Phật, đầu tiên niệm khó lắm, nhưng mà sau dần dần con niệm xong biết, niệm thời gian nó hết dần hết dần. Con về con năm 2010, con về con nói gia đình, cái thôi ba má ơi, con ăn chay trường cũng tu, ba má kêu bậy mày. Mày học hết 12, tao nuôi hết cái mấy gạo mà đi làm ăn giờ có tiền. Mày đi tu làm sao tiếp khách, người ta nhạo mày không nhạo đâu, sao nhạo tiếp khách. Cái giờ kệ, họ nhạo kệ họ, cái bệnh của con sợ lắm rồi. Bây giờ con đi đủ bác sĩ, đủ thầy rồi, thầy cúng cũng nhiều lắm rồi, không hay. Bây giờ chỉ có một vị bác sĩ chữa con hết chứ. Dạ, quý vị biết ai không ạ? Vị ở trên trước mặt mình đó. Dạ, vị đó chữa con hết. Chữa con hết. Và lần đau gần đây nhất, có nghĩa là đau thời gian rồi, rồi hết, rồi đau lại. Cứ hành trì công phu thì nó hết, mà cứ con cứ lao vào cuộc sống. Bây giờ thì bạn con nó làm ở trong Sài Gòn, nó kêu con vô làm coi một cái xưởng cho nó, xưởng may mặc. Thì công việc cũng tất bật nhiều lắm, mà con cứ lo tiền bạc thì đau lại. Đau lại con lên chùa, bác con ở vài bữa nó hết đau, con là về con lao vào thì đau lại. Mà đau lần này đây, cái lần vừa rồi đây, con lên tỉnh thất của thầy là ngày 29, là con có đem bịch thuốc con còn để trong cặp đó. Con lấy bịch thuốc giảm đau, con đau ở bác sĩ con cầm theo, và bác sĩ là bạn con có cầm theo bịch thuốc giảm đau, toàn thuốc giảm đau không. Họ không biết đau đầu bệnh gì. Con đi bệnh viện Chợ Rẫy nhiều, rất nhiều bệnh viện, họ chụp phim, họ làm đủ kiểu, rồi em rai hết tối hết mớ tiền. Không biết 15 năm qua con đau, không biết ba nhà và con và tiền của con bỏ ra không biết bao nhiêu rồi, nhưng mà không hết. Lần này rất là nhiệm màu, con đem qua thuốc lên, chiều ngày 29 con còn uống liều cuối cùng. Nhưng mà con lên đây quyết định là không uống thuốc nữa, niệm Phật. Đau con cũng niệm, mà con niệm không cầu cho hết đau, niệm cầu cho bản sanh. Chứ con không cầu hết đau, con có thật lòng với quý vị là con không có cầu hết đau nha. Con lên con niệm, niệm sao đau cứ được thì niệm. Tối 29 sáng dậy này vẫn còn đau, ngày mùng 1 vẫn còn đau, qua ngày mùng 2 bất bất, qua ngày mùng 3 thầy về, bây giờ nghe sao hết luôn rồi. Nếu ai ở Hiệp Đức và nếu cái đĩa này của thầy, con không muốn nổi tiếng, thực tế con không muốn, nhưng mà nếu mà ai ở Hiệp Đức biết Sơn là con, là Sơn hồi trước là con da đen, người ta gọi là Sơn đen, sao là con bị điên, người ta gọi là Sơn điên ở Hiệp Đức. Và chắc chị như quý vị nhìn con không biết còn điên không biết, con không biết. Dạ thôi, bây giờ con chỉ nói xin mấy lời của Pháp Hội thôi. Con cảm ơn quý vị và cảm ơn thầy. Thưa quý vị, chùa mình không muốn có Phật pháp nhiệm màu, mà bữa nay bắt đắc dĩ phải có Phật pháp nhiệm màu. Nãy chú lên chú quỳ xuống chú xin nói giáo nhàn không có cho, giáo nhàn nói thôi để giáo nhàn xuống kiểm tra lại thử coi nó như thế nào mới lên trước công chúng nói. Rồi tuần sau đi, như thầy cho con nói đi. Thì tự nhiên sao giáo nhàn lại cho, nhưng mà nói nghe cũng đặc sắc quý vị hả? Nếu ai lên đây mà nói không đúng sự thật, hoặc giả là dựng chuyện, hoặc giả là không có thực lòng thì rung đớ họng nó không được đâu. Trước công chúng không phải là chuyện tầm thường, trước Tam Bảo nữa mà. Cho nên chúng ta mong những người mà nghe về cái chuyện anh Sơn điên này mà bây giờ là hết điên, mà hết niệm Phật nó điên lại. Nãy em nói không niệm Phật la la vào công việc thì nó điên,
mà vô niệm Phật là hết điên, chắc ông này có cái cốt làm thầy chùa đi tu luôn cho rồi. Thưa quý vị, chắc là cũng không có mấy ai tin, vì họ kêu họ có niệm rồi mà chưa hết. Vì sao chưa hết? Vì họ còn niệm mà chưa bắt chước dũng dung sân điên này là không uống thuốc nữa, và nguyện là và niệm là không muốn hết bệnh mà muốn vãng sanh. Nhờ công đức vãng sanh này thì thọ mạng nó kéo dài, nó hết bệnh luôn. Mà nếu thọ mạng nó hết thì được vãng sanh luôn. Còn nếu mà niệm mà cầu hết bệnh mà thọ mạng nó hết thì con chết ngủm củ tỏi, con chết mà mất phần vãng sanh luôn. Cho cái chỗ khai thị mà họ đau đớn bệnh hoạn lúc ngáp ngáp mà khai thị cho họ mà đừng muốn sống lại, chỉ muốn vãng sanh, vậy mà họ sống lại. Giống như ông cụ bố giác ngàn người bệnh suy tỷ mà kêu ông cụ vãng sanh, ông cụ lại sống là 9 năm. Chứ không phải suối bậy cho người ta chết nha. Chết mà chết đi đọa địa ngục, chết mà chết trong đau khổ, mình không dám suối. Mà suối cho họ về cực lạc, có nên suối không? Suối. Những người này nói làm cho giác ngàn cũng rất là cảm động. Vì khi đau bệnh rồi niệm Phật rất khó, không có cái lực đại chúng như vậy, một mình niệm không nổi. Bởi vì hàng ngày niệm mà khi nó đau á là chỉ nhớ cái đau thôi, chứ không có thể nhớ cái câu danh hiệu Phật được, và không toàn tâm đặt vô danh hiệu Phật được đâu. Nhờ cái lực đại chúng nó mới kéo được nha quý vị nha. Trời, nghe kiểu này chừng giống nhà thiên nhà thương luôn, đâu cái gì cũng về đây luôn. Nhưng mà có người hết, có người không hết. Vì có người không hết là không đặt toàn tâm vô danh hiệu Phật, không dám mà tin tưởng công đức vãng sanh, không dám mà quyết lòng sống chết với Phật. Cho nên thành ra nó trớt trớt rồi cuối cùng bỏ đi về, thất bại ha. Thầy mong rằng chú Sơn này, người ta đã biết nổi danh là Sơn Điên rồi, thì bây giờ mình đem cái bệnh của mình đem cái tâm của mình tu hành. Lỡ mà lên trên này phát biểu rồi vài bữa không niệm Phật, cái đĩa thầy nó xuất hành ra rồi gặp ông điên đi vào đường là chết cái đĩa thầy luôn. Cho nên cũng rất là lo. Mấy người lên phát biểu khắp nhiều màu mà vài bữa nữa mà nó trở đũa là cũng chết. Cho nên thầy khuyên mấy người Phật pháp nhiệm màu giống như ông Phúc Tệ hôm nay có mặt trong này nè, phát tâm đi hộ niệm, phát tâm ăn chay trường, vài bữa đi nhậu nhẹt, đi lân tân qua đường là chết. Cho nên thành ra là kẹt dữ lắm, phải nghiên cứu cho kỹ á. Hôm nay ông lên ông quỳ, ông lại ông xin, nhưng mà cũng nghe cái âm hưởng trong lời nói có một cái quyết tâm dữ lắm. Nhưng mà nếu mà ở chỗ khác không được, cứ chạy lên đây là chắc chắn sẽ được thôi ha. Thưa quý vị, giờ đây thời gian đã hết, giảng nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni phát thể thanh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, tinh tấn lão thật một đời này để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm lão thật niệm Phật, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.